tự không có nên nó đó gặp gần nét. Ôi một rừng hoa tuyết quý hoa màu vàng đẹp không, ngồi dưới này chụp hình y bài luôn á. Ê em ngồi chụp mấy hình đi, chỗ kia đó đỏ cái kìa. Rồi bây giờ mình chụp hình cho mèo nha. Chụp con mèo trước mới chịu à. Cô mèo kia đây là cái nhà vệ sinh. Cái gì? Tám gì? Năm chục. Năm chục sọn cái này. Lên cái dốc mày. Đuối luôn á. Biểu tròn này quay mới đẹp chứ. Để mình tìm ngồi dưới được rồi. Ngồi vô đi. Hỏa mạnh cũng được, mạnh cũng đẹp. Đẹp 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 đẹp. Đẹp đẹp. Ô cười đấy. Bạn nghe. Một he ba chụp. Đâu kiểu. Đâu. Dễ hả? Không, thở gì? Thở cất. Cái gì? Cái gì? Tôi anh kêu anh gì quạ, anh ái mà anh gì anh kêu anh biểu tập tu. Sao kiểu gì? Bây giờ kiểu hay kiểu nhỏ thì ái. Bắn chứ. Chó à? Chó. Chó. Chó không thường đấy. Dạy bị lớn nè. Mà nó ai cũng đớp 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 cho nên là có đó mập được luôn kìa đó. Có thể là ở đây á, tụi con mấy người trong tộc có tình chuyện nguồn á. Ái nó đông tay nó cầm lum liền chứ không. Đây là túi nè tụi con. Thì ra là đi du lịch là mong tiếng đi giặt nước cất á. Cô mèo đang đi lội suối. Ha ha ha.
Có nấm rau cay chứ tỉ.